Mahaprajna Paramita Shastra, tác giả, Nagarjuna Bồ Tát Long Thọ, dịch Phạn Gia Hán, Cưu Ma La Thập, dịch Việt, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu. Giải thích, phẩm chắc chắn thứ 83, Kinh Đại Bát Nhã Hội 2 ghi, phẩm chánh định thứ 81, Kinh, Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát ấy chắc chắn hay là không chắc chắn? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy chắc chắn, chẳng phải không chắc chắn. Bạch Đức Thế Tôn, ở chỗ nào chắc chắn? Ở trong đạo Thanh Văn, ở trong đạo Bích Chi Phật hay ở trong Phật Đạo? Phật dạy, Bồ Tát ấy chẳng phải ở trong đạo Thanh Văn, đạo Bích Chi Phật chắc chắn, mà ở trong Phật Đạo chắc chắn. Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, đó là Bồ Tát mới phát tâm chắc chắn ư? Hay là Bồ Tát thân sau cùng chắc chắn? Phật dạy, Bồ Tát mới phát tâm cũng chắc chắn, Bồ Tát không thoái chuyển cũng chắc chắn, Bồ Tát thân sau cùng cũng chắc chắn. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát chắc chắn sinh trong ác đạo chăng? Phật dạy, không, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao, hoặc hàng bát nhân, hoặc hàng Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật sinh trong ác đạo chăng? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Phật dạy, như vậy, Bồ Tát từ khi mới phát tâm lại đây bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ dứt tất cả nghiệp bất thiện, mà hoặc bị đọa ác đạo, hoặc sinh cõi trời sống lâu, hoặc không được ở chỗ tu thiện pháp, hoặc sinh nơi biên địa, hoặc sinh vào nhà tà kiến ác, nhà tà kiến không làm, là các nơi không có danh từ Phật, danh từ Pháp và danh từ Tăng, là không có lẽ ấy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát mới phát tâm đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác mà lại đem tâm sâu xa hành 10 đạo bất thiện, là không có lẽ ấy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát thành tựu các công đức căn lành như vậy, như Phật tự nói. Nếu đời trước thọ quả báo bất thiện thời khi ấy thiện căn ở chỗ nào? Phật bảo Tu Bồ Đề. Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh nên tùy chỗ thọ thân, đem thân ấy làm lợi ích chúng sinh. Khi Bồ Tát làm xúc sinh có sức phương tiện lớn. Nếu giặc oán muốn đến giết hại, vì tâm nhẫn nhục không gì cao hơn, tâm từ bi không có gì cao hơn nên Bồ Tát xả thân mà không não hại giặc oán, còn hàng thanh văn, Bích Chi Phật không có sức như vậy. Vì thế nên biết Bồ Tát muốn đầy đủ tâm từ bi lớn, vì thương xót mà làm lợi ích chúng sinh nên thọ nhân xúc sinh. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát chú ở trong căn lành nào mà thọ các thân như vậy? Phật bảo Tu Bồ Đề. Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng, trong khoảng thời gian ấy không có căn lành nào không đầy đủ rồi sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế nên Bồ Tát khi mới phát tâm hãy nên học hết thảy căn lành. Học căn lành rồi sẽ được trí nhất thiết chủng, sẽ dứt hết thảy phiền não và tập khí. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Bồ Tát thành tựu pháp vô lậu trắng sạch như vậy mà lại sinh trong các đường ác xúc sinh? Phật bảo Tu Bồ Đề. Ý ông nghĩ sao, Phật thành tựu pháp vô lậu trắng sạch chăng? Nếu Phật tự biến làm thân xúc sinh để làm Phật sự, độ chúng sinh, thời đó thật là xúc sinh chăng? Tu Bồ Đề thưa, thưa không, Bạch Thế Tôn. Phật dạy, Bồ Tát cũng như vậy, thành tựu pháp vô lậu trắng sạch. Vì độ chúng sinh nên thọ thân xúc sinh, cũng dùng thân ấy giáo hóa chúng sinh. Phật bảo Tu Bồ Đề. Như A-la-hán thân làm biến hóa có thể khiến chúng sinh hoan hỷ chăng? Tu Bồ Đề thưa, có thể. Phật dạy, như vậy, như vậy. Bồ Tát dùng pháp vô lậu trắng sạch ấy, tùy theo chúng sinh đáng được độ mà thọ thân. Dùng thân ấy làm lợi ích chúng sinh, cũng không chịu sự thống khổ. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Vị thầy huyễn thuật huyễn làm các hình dạng, hoặc voi ngựa châu dê, nam. Nữ để chỉ cho mọi người thấy, mà voi ngựa châu dê, nam nữ ấy có thật chăng? Tu Bồ Đề thưa, không thật Bạch Thế Tôn. Phật dạy, như vậy, Bồ Tát thành tựu pháp vô lậu trắng sạch hiện ra mỗi mỗi thân để chỉ bày cho chúng sinh. Dùng thân ấy làm lợi ích tất cả cũng không chịu các thống khổ. Tu Bồ Đề Bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát có sức phương tiện lớn, được trí tuệ vô lậu bậc thánh, tùy theo thân chúng sinh đáng được độ mà hiện mỗi mỗi thân hình để độ chúng sinh. Luận, hỏi, trong phẩm tướng thoái chuyển ở trên nói, tướng như vậy là tướng mạo chẳng thoái chuyển, tướng như vậy là tướng mạo chẳng phải chẳng thoái chuyển. Chẳng thoái chuyển tức là chắc chắn, nay cớ sao Tu Bồ Đề lại hỏi. Đáp, Bát Nhã Ba La Mật có nhiều môn, có nhiều đạo.
chẳng thoái chuyển là nói về môn một tướng, nay hỏi chắc chắn là hỏi về môn hai tướng. Lại nữa, ở trong tâm Phật, hết thảy chúng sinh và hết thảy Pháp đều chắc chắn, vì trí người không sánh kịp nên nói là không chắc chắn. Phật tuy biết vô lượng vô số kiếp chứa nhóm công đức lớn. Chắc chắn thoái chuyển làm hàng tiểu thừa cũng biết côn trùng vi tế tuy chưa có tâm từ nhưng trải qua bấy nhiêu kiếp phát tâm sau sẽ được làm Phật. Chắc chắn biết hết thảy Pháp đều như vậy, từ nhân ấy được quả ấy. Thế nên nói Phật đối với hết thảy Pháp không còn chướng ngại, vì Phật biết chắc chắn. Lại nữa, vì Tu Bồ Đề nghe trong Kinh Pháp Hoa nói ở chỗ Phật làm chút ít công đức. Hoặc giỡn cười mà xưng một tiếng Nam Mô Phật dần dần chắc chắn sẽ làm Phật. Lại vì nghe trong phẩm chẳng thoái chuyển nói, có thoái chuyển và không thoát chuyển. Lại vì nghe nói hàng thanh văn đều sẽ làm Phật. Nếu như vậy thời không nên có thoái chuyển. Như trong Kinh Pháp Hoa nói chắc chắn, còn các kinh khác nói không chắc chắn, hoặc có thoái chuyển, hoặc không có thoái chuyển. Thế nên nay hỏi là chắc chắn hay không chắc chắn. Như vậy, do các nhân duyên ấy nên hỏi chắc chắn hay không chắc chắn. Phật dạy, Bồ Tát là chắc chắn. Tâm Tu Bồ Đề vì cầu vào Niết Bàn là chắc chắn, thế nên hỏi. Ở trong đạo nào chắc chắn? Phật dạy, chẳng phải chắc chắn trong nhị thừa, chỉ chắc chắn trong đại thừa. Vì người cầu Phật đạo có cao, vừa thấp, thế nên hỏi. Hoặc Bồ Tát mới phát tâm chắc chắn hay Bồ Tát không thoái chuyển chắc chắn, hay Bồ Tát thân sau cùng chắc chắn. Ý của Tu Bồ Đề là từ địa vị chẳng thoái chuyển trở lên chắc chắn an lập trong Phật đạo chăng? Phật đáp, ba hạng Bồ Tát nói trên đều chắc chắn. Chắc chắn là chắc chắn sẽ làm Phật. Hỏi, Phật dùng mắt Phật thấy Bồ Tát trong mười phương, người cầu Phật đạo nhiều như cát sông Hằng, người chẳng thoái chuyển hoặc một hoặc hai, nay cớ gì nói ba hạng Bồ Tát trên đều chắc chắn thành Phật. Đáp, trước tôi đã nói, Bát Nhã sâu xa có vô lượng môn. Có nơi nói Bồ Tát thoái chuyển mà không chắc chắn, có nơi nói Bồ Tát chắc chắn không thoái chuyển. Như trong phẩm chẳng thoái chuyển Tu Bồ Đề hỏi Phật. Bồ Tát thoái chuyển là thoái chuyển ở trong pháp nào? Là từ sắc thọ tưởng, hành, thức cho đến 18 pháp không chung, vì rốt ráo không, nên các pháp đều không thoái chuyển. Trong đây Phật lại nói không thoái chuyển. Hỏi, hai nghĩa ấy, nghĩa nào thật? Đáp, hai việc đều thật từ miệng Phật nói ra đều là thật. Như Phật hoặc nói các pháp không, không có sở hữu. Hoặc nói bố thí chỉ giới, là hữu vi. Đối người mới phát tâm thời nói các pháp hữu vi. Với người học đạo lâu ưa đắm thiện pháp thời nói các pháp không? Không có sở hữu. Còn người giải đãi đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác tâm không bền chắc. Những người như vậy nên theo thanh văn đạo được độ mà không cầu thanh văn, phải ở trong sinh tử lâu chịu khổ. Thế nên nói người phát tâm nhiều như cát sông Hằng mà người được chẳng thoái chuyển thời hoặc một hoặc hai. Chúng sinh nghe việc ấy rồi có thể kham.